Chị, em có chị ạ. Thêm đi đâu? Đi vào không ạ, nó ở nhà. Vâng. Nó không đi đâu. Đội này nó lớn rồi, nó có muốn theo bố mẹ đâu mà. Đội này. Ôi giời, đây là món cá. Cháu đang, em đang ấy, em đang bảo đăng ký thương mại. Đấy, ong nhiều chưa? Ong này thì được hơn cân. Ôi giời ơi, đây á các bạn ơi, xem món gọi cá này ngon chưa? Em ơi, những lá gì đấy? Lá gì? Lá nghệ, lá sắn thuyền. Lá nghệ này, lá sắn à? Sắn thuyền. Sắn thuyền á? Sắn thuyền. Lá cóc. Người Kinh họ không biết làm thuyền. Thế à? Người Kinh họ không biết làm thuyền thì gọi là sắn thuyền à? Bên lá gì nữa? Mày nói là tiếng Tây là lá đâu cây? Lá gì nhỉ? Lá tiết, lá lám. Lá gì em? Lá nhội. Lá cóc. Phải bắt đúng tiếng dày mới được. Bắt sai là nó không lên bắt được. Bắt sai là không lên được. Đấy, không lên được sóng không? Không, là không lên được view đâu. Đây các bạn xem đấy, người dân tộc Tày của chùa trên Chiêm Hóa làm món gỏi cá nhá. Đây thứ nhất là có một số cái loại lá, chắc là ở đây bà con mình đều biết. Lá thứ nhất là lá sắn thuyền này. Lá thứ hai là lá nghệ đúng không? Vâng, lá nghệ. Lá thứ ba là mùi tàu. Là mùi tàu. Lá cóc. Lá thứ tư là lá cóc các bạn nhé. Hết chưa? Lá gì nữa nhỉ? Lá gì nữa? Lá nhội, lá nhội. Lá nhội à? Vâng, lá nhội các bạn nhé. Và các loại rau mùi thơm nữa. Và các loại rau mùi thơm mình. Có nghĩa là khẩu vị của mọi người thích ăn cái gì thì ăn ngoài 4-5 cái loại lá cơ bản này ấy, các bạn nhé. Đấy. Đây, tí nữa đây đang thái nhé các bạn, đang thái lá nhé. Tí nữa sẽ quay tiếp cho các bạn xem là cái cách làm món gỏi cá này như nào để cho nó không tanh nhé. Đây, cá được thái rất là mỏng này, rất đẹp này. Làm lại tí đen xì mà mất. Suốt từ nãy giờ mình để máy thì như mình không quay thì phải, bấm quay thì sao. Đây các bạn ơi, giới thiệu các bạn món gỏi cá nhé. Món gỏi cá này của người dân tộc Tày này. Cá này hôm nay là cá chấm nhỉ. Cá chấm, con cá này 7 cân các bạn nhé. Đấy, bỏ xương ra rồi, là thái thật. Có rất nhiều các loại lá rau thơm ở đây. Đấy, cái mục đích của nó là để giảm cái độ tanh của cá. Các bạn biết là làm nào để giảm độ tanh của cá không? Với cá này là chỉ có nước chanh. Nước chanh, và thứ hai nữa là gạo rang, các bạn gọi là thính. Cái xương của nó là mình rang lên phải không? Đây 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 xương đây. À đây các bạn nhé, đấy xương cá này. Cái xương cá này là băm xong là rang lên đấy các bạn nhé. Rang lên. Có phải cho thêm cái gì không? Có thêm mắm muối à? À, cho thêm mắm muối đây các bạn. Thôi không phải rang lại đâu. Muộn rồi, muộn rồi. Rang lại á? Nó rang chín rồi mà. Chắc là rang chín rồi. Nước chanh. Anh cho tôi nước chanh đâu nhỉ? Chị ơi cho em nước chanh. Đây là thái hết cả. Càng nhiều càng ngon. Em như kiểu thuốc bắc mà. À. Đấy nha các bạn nhé, càng nhiều lá càng ngon nhé. Đây đây đây, nước chanh này, chai nước chanh này. Chanh được bắt sẵn rồi. Ô, món ong kia cho vào nồi già. Lấy lên ít thôi, ít nhiều quá. Bán nào bé không lấy lên nha. Có phải rửa? Ơi con nhá. Có phải rửa? Từ từ ít một thôi. Không lấy giấy mà lau. Có phải rửa bát không? Bát phải rửa không? Cái gì nhỉ? Có cái ấy không nè, bà trẻ ơi. Có cái găng tay nấu ăn không? Để bóp. Ô, ong cho vào ấy dạ. Ong cho vào rồi à? Không đợi cô.
nước chanh này, muối này, súp này, mì chính này. Có đường không? Không, mì chính không. Măng chua có mùi tàu. Bắt đầu trộn nha. Đây, bắt đầu trộn các bạn nha. Đây gọi là siêu đầu bếp các bạn nhìn này. Đấy, siêu đầu bếp. Đấy, bắt đầu trộn các bạn nha. Đấy là nước chanh này, đây là nước chanh nhá. Nước chanh đã cho muối này, mì chính này. Em lấy cái ô to làm gì? Em rửa đâu ấy? Để quất nhá. Đấy, cái nước chanh này nó làm cho chín miếng cá, miếng cá sống này nó cảm giác như nó chín luôn. Chín luôn rồi. Chín luôn rồi đấy, yeah. Mà nó không có nước đâu đúng không? Như tí nữa cái thính này à đâu không có thính mà là xương cá băm nhuyễn, băm nhuyễn xong nó là rang lên các bạn, không phải cho thính đâu. Bình thường ra là không có xương cá là làm thính đúng không? Đấy các bạn thấy chưa? Quay buổi tối nên là nhìn nó hơi tối tí. Có cái bao tay thì nó ấy hơn nhỉ? Bóp được. Nó bóp được. Chiêm có cái bao tay ni lông ở chiêm hết rồi, đây chín rồi, ăn được rồi đấy, chín rồi đấy, nước chanh nó làm cho miếng cá nó chín như kiểu là mình xào lăn đấy các bạn nhé. Đây bây giờ sẽ cho các loại rau thơm lá vào, rồi bắt đầu mới trộn đều lên. Ô hôm nay mình cũng phải ăn thử thôi. Nhìn thấy làm ngon không quá. Không phải ăn thử mà là ăn ngon luôn. Ăn thật. ăn thử, ăn thật thì ăn nhiều đấy. Úi giời ơi. Món này mà là gây nghiện đấy các bạn ơi. Ông chủ nhà cứ phải bắt cháu làm cơ. Đấy, ăn. Đúng rồi. Mình ăn được hết. Có uy tín. Làm ngon. Ai muốn đứng ở chỗ bóng nhiệm là đứng tắt hộ bóng nhiệm đấy chứ. Tắt quả không? Không bị bay hết rồi. Không thật đấy. Đấy các bạn nhé, hôm nay toàn tay dao tay thớt rồi này. Đấy kia ông anh mình kìa, đấy thái lá liếc các thứ coi nhà lá mùi tàu rồi đấy, nét chưa, không trộn nữa, rất là đều lên nhá. Đấy cho hết rất nhiều rau thơm luôn, cháo được chưa, ba cái bảy cá, rất nhiều rau thơm luôn. Bếp ga còn không? Cái này ra được không nhỉ? Không được. Đây các bạn biết đây là gì không? Đây là xương cá nhá, đã băm lên rồi. Đấy, cá nói tóm lại là chỉ bỏ mỗi cái vảy thôi, còn lại là xương cá là cũng không bỏ đi. Đấy, mà xương cá được lọc ra và được băm nhuyễn lên và rang lên các bạn nhá. Đấy nhìn ngon không? Đấy gỏi cá trên này người ta làm như vậy các bạn ạ. Nhìn như kiểu là thịt băm ấy nhỉ. Nhìn như vậy là giống như kiểu là thịt băm trộn vào nhưng thực tế là không phải, đây là xương cá. Xương cá đấy. Đây là xương cá nhá. Ui, đĩa đi. Còn cho thơm nước. Thơm quá. Xương cá này thì cũng cho thêm một tí nước mắm, ít súp mấy cả mì chính, hạt tiêu có. Có tí hạt tiêu, hạt dối. Tí có tiêu. À đấy đúng rồi các bạn nhá. Để món cá thơm và ngon nhá. Để món cá thơm và ngon là phải có mặt gỏi nhá. Đấy. Mấy mà mấy. Ăn thử xem nào, ăn thử xem nào. Nếu mày không bắt thêm gì nước lại. Wow. Còn mà đắt. Tôi lại tôi mới làm được. Tuyệt vời. Quá ngon luôn. Ít chua. Có ít chua. Hay là chưa? Đấy, cho thêm nốt vào. Đấy. Như vậy là đã xong đấy các bạn ạ. Đấy là gọi là xong đấy. Đấy. Các bạn thấy hết ý chưa? Ok, lên đĩa đi. Ồ, tuyệt vời luôn. Quá ngon. Đấy các bạn nha, đấy là cái cách làm món cá gỏi nhá.
thơm nước, mình có thể ngửi thấy cái mùi thơm, không còn mùi tí tanh nào của cá luôn các bạn ạ. Bao nhiêu măng chua? Nước chanh nó đã át hết mùi rồi. Bao nhiêu măng chua mà nó không? Quá ngon. Đấy, đưa làm lên trên hình. Xong rồi đấy. Đây ơi, đây là món ong. Nhộng ong. Cái gì đây? Món gì đây? Đâu, cái này là món gì? Cô xem nào. Vảy cá. À, úi dồi ôi. Vảy cá rang để ăn với đấy nha, các bạn thấy không? Rang vừa nãy mình có nói là bỏ vảy cá, nhưng xin lỗi các bạn nhé, không hề bỏ bất kể một cái gì của con cá cả. Vảy cá được cạo ra, nhưng mà rang lên này, rang giòn này. Rang lên nó rất giòn. Rang giòn lên này, hơi có vẻ hơi ít mỡ. Cho lên tí dầu vào. Đây, cho dầu vào. Để nó tan ra đã, xong cho dầu. Đấy các bạn ơi, thấy chưa? Đấy, vừa nãy là rất là xin lỗi với các bạn là mình bảo là bỏ vảy cá. Đây, chai dầu ăn đây. Cho lên tí dầu ăn vào. Quay buổi tối nên là bây giờ đang là 8:30-9:00 tối rồi các bạn. Đấy. Ở trên này là quê mình ạ. À. Bà con đi lao động về là ăn tối muộn lắm. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Đây là cái vảy cá nhá. Vảy cá này được rang lên thì sẽ được ăn lẫn à? Ăn lẫn với cả nộm cá nhá. Đấy. Rang không thôi chứ có cần phải cho gì không? Không. Nếu như mà có rang nhiều mỡ không? Thì có nhiều mỡ khả năng là rang, tra rang, phát là nó cắt giòn. Giòn hết nhỉ? Ừ. Nghe khi nào nó vàng mà là được. Cô chưa giờ được ăn vảy cá ấy đâu. Vảy nó giòn mà, rang lên nó giòn à, đấy các bạn ạ. Đấy chưa? Mình lên đây là mình học được rất nhiều món ăn của người dân tộc nhé. Đồng bào trên này họ ấy làm món ăn rất là ngon đấy. Và rất là đặc sắc, mang đậm đà bản sắc dân tộc các bạn ạ. Tuyệt vời quá. Đây các bạn. Đây, món gỏi cá đã lên đĩa các bạn ạ. Không hề ngửi thấy cái mùi tanh của cá đâu cả. Vừa nãy thì chưa trộn cá thì thấy còn mùi tanh, nhưng mà bây giờ là thấy chỉ mùi thơm của hạt tiêu, hạt dổi với cả các loại lá rau thơm. Thơm nước các bạn ạ. Đấy. Ôi dồi ôi. Đấy các bạn ơi. Nhộng ong chưa các bạn ơi. Thơm nước. Ba tô rồi. Khi nào các bạn có gì thì các bạn sẽ lên đây nhá. Mình sẽ nấu cho các bạn món này ăn nhá. Ngon không? Xinh ơi, em ăn thử xem ngon không? Ăn thử. Cảm nhận như nào về món nộm cá? Ngồi cô. Quá tuyệt vời đúng không? Chua, thơm mùi lá cây, lá rau thơm các loại đúng không? Đặc biệt là không tanh. Đúng rồi, không tanh. Cô cũng không hay ăn gỏi cá, nhưng mà hôm nay cô thấy gỏi cá ăn ngon thật. Tuấn làm khéo thật. Tuấn rồi. Cá nộm thôi, chưa thấy đâu. Salad. Mùi salad cá. Ta cứ gọi nó là salad cá đi. Rồi, mời quý vị và các bạn nha. Vâng. Mời quý vị và các bạn nha. Vâng, vâng. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức nha. Lá tía tô với cả gừng ra được rồi. À, ngon hơn nhiều. Thế à? Cái nước của nó ra nó bỏ hơn. Còn nấu như này nó toàn ăn chua mà. À, nhưng mà chính ra là xào gừng với cả lá tía tô á. Tía tô à? Lại hợp với tía tô à? Cá lộn này. Cá lộn này các bạn nha. Cá này thì nói chung là mỗi vùng miền là người ta ăn khác nhau cá này ấy. Của khu vực nhịp sống Tây Bắc thì người ta ăn khác, còn mình thì mình là phải trộn hẳn nó với nhau như kiểu là lạc nộ, mình gọi là nộ. Ừ, mình gọi là nộ đấy. Mình luôn mua mình có nước chanh rồi đấy. Thì ở đội nhịp sống Tây Bắc người ta thái hẳn ra không trộn cái gì cả, người ta làm cái bát nước chấm riêng. Cái này là cái này chín rồi, cái này chín chín hẳn, cái này là để chín hẳn rồi. Đây nói rồi mà giới thiệu vào gà đồi đấy, gà đồi chuẩn luôn. Bắt cái đồi luôn, cái này phải có cái chân nữa thì cho xem nữa, phải vững mạnh.
hôm nay lúc mổ ấy nhỉ, bà phải xem đây là chuẩn. Ăn thử đi, làm thử món này đi. Món này thì gắp thử đi, gắp đi. Giờ là ăn như thế này thì nó toàn vị măng chua rồi, nhiều mất luôn cái vị của con ong rồi. Thế á? Còn xào mà xào ra thì cái nước của con ong ra nó mới ngọt. Đúng rồi. Nhộn ra thì ngon không? Ngon lắm. Ăn rồi đây. Gắp được đây. Đấy, chưa? Tuyệt vời đúng không? Ngọt ngọt à? Ngọt ngọt. Bùi không? Đây đúng không? Măng này ấy là nó hơi lâu rồi cho nên nó không được đấy nhỉ? Nó không măng này măng trắng đúng không? Chúng có mạnh dạn khởi cái áo này đúng không? Nó không trắng đúng không? Rồi măng này uống chắc từ năm ngoái rồi. À. Phải chú Yến chú đi đâu cũng mang bát đấy chú. Dọc mùng cá không? Em vừa sang giao lưu với các cháu rồi. Anh uống với chị đi. Có vị ngọt của cá mà. Đây dọc mùng này, nhưng mà hôm nay dọc mùng hơi ít. Dọc mùng ít nó mới ngon. Cô lại thích ăn nhiều dọc mùng cơ. Có mùi vị dứa chua chua. Hôm nay ăn món canh cá này nhiều nhất bởi vì là hợp khẩu vị với mình. Thế còn món cá nộm đây còn cá đẻ đấy, cá quá ngon đúng không? Đấy món nộm cá này các bạn là nó thiếu vài cái lá để mà cuốn vào ăn ghém đấy. Đúng rồi, chính xác cả, chính xác là thiếu vài cái lá đúng không? Mời tất cả mọi người nhé. Ai rồi xin mời. Mấy cái ngon ngon, gỏi cá ngon không có tanh thế nào, không hề tanh thế nào.